Trên phố đông một cô em xinh quá, dáng chân thiệt dài, khuôn mặt rất dễ thương. Rồi anh tìm cách làm quen em, đây cho số phone em anh thiệt mừng. Anh nhấc phone mời em đi ăn sáng, thấy em gật đầu anh mừng biết bao nhiêu. Tưởng đâu em một mình mà em tới, ngờ đâu em dắt đi theo hơn chục người. Quá đông quá, hơn chục người mà đông cái gì anh? Em kêu món, kêu đâu đồ ăn. Thật ra con cô em kêu gần chục món, mấy đứa bạn hiền em chẳng tiếc tiền ăn. Ăn uống xong còn kêu đem về nữa, tại tiếng anh em cứ thế mà kêu. Ôi trời, ôi trời, không ngờ anh gặp thánh môi. Hẹn em khi khác anh đây sẽ trả tiền. Có bao nhiêu mấy em nó lại
cười. Mình đi ăn uống cứ thấy tính tiền, ngồi im không trả mai mốt ai mời. Ăn thì sung mà chung thì im, tiền ai cũng phải cứ cố đi làm. Thì đi ăn uống cho để ai cười, đã đi ăn cứ xe tiền đều thấy điều ra. Ăn thì sung mà chung thì